yêu cô vợ béo. Cây sen đá này giỏi thật, em quên tưới nước mấy hôm mà nó chả làm sao anh này. Sen đá thích nghi cao, dù trong thời tiết nào, khí hậu nào, nó vẫn sống khỏe mạnh. Đó là loài cây tượng trưng cho tình yêu bền vững, một tình yêu trọn đời, mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Thế nên anh mới tặng em giỏ sen đá này vào ngày chúng mình gặp nhau lần đầu tiên, phải không? Ừ. Mấy tháng sau. Mình đây sao trời? Thằng cúng con ngủ rồi hả Mai? Để dì bế thằng cúng con một chút, cháu tranh thủ đi ăn chút gì đi. Cháu không ăn đâu, cháu béo ú ra rồi dì nè. Không ăn sao có sữa cho con bú? Ai sinh xong mà chẳng béo ú ra, cháu chỉ được cái lắm chuyện. Mai ơi, anh về rồi này. Mình về đấy, cháu ra xem nó có ăn tối luôn không. Dạ. Em chuẩn bị đi ăn tiệc với anh. Hôm nay nhóm bạn cũ tổ chức họp lớp sau 20 năm ra trường, chắc vui lắm đây. Em đi thì ai trong cô Hòa? Nhờ dì Huê ở lại một hôm được không? Chắc dì đồng ý thôi mà, dì có vẻ quý cô Hòa lắm. Nhưng em béo ú thế này, chả dám ra ngoài đâu. Trong mắt của anh, em lúc nào cũng xinh đẹp ý. Chỉ được cái dẻo mỏ. Đi thay đồ đi, sắp đến giờ rồi em. Xong chưa em, đi thôi. Dạ, em xong rồi đây. À ha, mình đến rồi hả? Cậu là... Hoa đây, Hoa tổ quạ đây, không nhận ra tớ à? Ôi trời, mình nhận không ra, cậu xinh lên nhiều quá đấy, tóc cậu. Tóc tớ không còn tổ quạ nữa đúng không? Phụ nữ thì phải đẹp lên chứ, xấu xí mãi như hồi chiếp hôi sao được. Cậu nói đúng. Đây là... À, đây là Mai, vợ tớ. Em chào chị. Lại đằng kia đi, mấy đứa cùng tổ tụi mình ngày xưa đều ngồi ở đó. Đi Mai. Mai. Em trốn kỹ thế, làm anh tìm mãi. Chắc anh xấu hổ lắm, giữa bao nhiêu là bạn bè cũ xinh đẹp, sang trọng thế. Mà phải tay trong tay với cô vợ béo ú, xấu xí, lại còn già như một bà chị nữa chứ. Ừ, em xấu như con gấu ý. Em đang nói thật, mà anh cứ đùa. Em còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau lần đầu không? Em nhớ chứ, ngày ấy em thật mảnh mai xinh đẹp. Chắc vì thế mà anh yêu em đúng không? Còn giờ thì... Đó là ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Còn ngày anh thấy em lần đầu tiên cách đó một năm cơ. Các cháu ăn hết phần bánh đi chứ, bỏ phí thế này à? Cháu không ăn nữa đâu, dì đừng mách mẹ tụi cháu nhé. Thôi được rồi. Yêu dì quá. Mình đành ăn vậy, lại béo ú lên mất thôi. Từ đó, chủ nhật nào anh cũng ghé qua quán cà phê đó để được thấy em. Ngày nào em đến thì thật vui, còn ngày nào không thấy em thì buồn lắm. Phải đến một năm sau, anh mới dám bước đến nói chuyện với em. Thật ư, vậy ra anh yêu em khi thấy em béo ú. Khi em béo ú hay khi em mảnh mai, khi em tươi tắn trong bộ đầm đẹp, hay khi em yểu xìu như bánh đa nhún nước sau một ngày chăm con vật vả. Em còn nhớ giỏ sen đá nhà mình không? Nó luôn dũng cảm đối mặt với mọi đổi thay để sống khỏe mạnh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng mình sẽ cùng đối mặt và sống lạc quan như sen đá em nhé. Dạ. Tiếng búa đóng giày. Bà đã khóa cửa cẩn thận chưa? Tôi đã khóa hết mọi cửa và kiểm tra kỹ lắm rồi. Bây giờ sơ sẩy một chút là mất cấp, phải cẩn thận mới được. Ngày nào ông cũng nhắc đi nhắc lại cả chục lần, làm sao mà tôi quên cơ chứ. Để chìa khóa ở đây, chắc chắn không ai có thể lấy trộm được. Nửa đêm ông không ngủ, cứ đi ra đi vào mãi thế.
Tôi không ngủ được, lúc nào cũng nghe thấy tiếng trộm vào nhà hết. Ông cứ lo hảo, chắc là cậu Brandon nhà bên đang sửa giày thôi mà. Trời ơi, đêm nào cũng gõ như vậy thì ai mà ngủ được. Chào buổi sáng anh Render. Chào cô Alan, chúc cụ một ngày tốt lành. Chào anh Render, hôm nay anh yêu đời quá ha. Cuộc sống có bao lâu đâu hả ông? Phải vui vẻ chứ. Sao trông ông mệt mỏi thế? Vì tiếng búa sửa giày hàng đêm của cậu chứ sao. Nó cứ vang lên làm tôi mất ngủ. Ôi thế à? Cháu xin lỗi. Cháu chỉ muốn tranh thủ thêm vào ban đêm, không biết lại làm phiền đến ông. Sửa giày thế này thì một ngày cậu kiếm được bao nhiêu tiền mà sao đêm hôm còn phải làm việc như thế? Cháu chỉ kiếm đủ ăn thôi ạ. Có những ngày không có một vị khách nào, và bữa tối của gia đình cháu là những mẩu bánh mì đen nguội ngắt. Hay là thế này, mỗi ngày ta sẽ trả thêm cho cậu số tiền cậu kiếm được trong một ngày, để cậu thôi làm việc ban đêm. Nghe tiếng gõ vậy tôi không ngủ được. Làm sao cháu có thể nhận tiền khi cháu đã gây phiền phức chứ? Cậu cứ nhận lấy, đó là tiền tôi bồi thường cho cậu mà. Không, đêm nào cũng mất ngủ, muốn chợp mắt buổi sáng thì cậu ta lại làm ồn thế này, sức đâu mà làm việc nữa, chi bằng mua đứt cái tiệm giày đó cho bình yên. Sao cậu không làm nghề khác? Nhà cháu cũng đâu có ruộng đất gì, chỉ có cái tiệm sửa giày được ông cha để lại. Không đóng giày thì cháu biết làm gì khác nữa đây? Cậu thấy sao? Nếu tôi cho cậu một trang trại cùng vài con bò sữa và một số tiền để đổi lấy tiệm sửa giày này. Ông định đổi một tài sản lớn như thế để lấy cái tiệm giày nhỏ này ư? Phải. Dạo này tôi có tuổi rồi nên khó ngủ. Tiếng đóng giày của cậu càng làm cho tôi thêm mệt mỏi. Coi như tôi đang mua sự bình yên cho mình thôi mà. Mình có sửa giày cả đời cũng không thể có được gia tài đó. Có tiền mình sẽ không còn phải lo ăn từng bữa, cuộc sống của mình sẽ là những ngày bình yên. Cháu đồng ý. Đúng là có tiền thì mua gì cũng được, nói gì đến sự bình yên. Một thời gian sau, ông lại gặp ác mộng nữa sao? Gia đình cậu Brander đã chuyển đi lâu rồi mà, còn gì làm phiền giấc ngủ của ông nữa đâu. Nhưng không hiểu sao, hằng đêm tôi vẫn nghe thấy tiếng búa đó vang lên, và cảm thấy như có kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà chúng ta và lấy đi tất cả. Chắc tôi phải đi khám bác sĩ bà ạ. Ông Victor ơi, ông có nhà không? Ông vẫn mất ngủ ạ? Trông ông tiều tụy hơn cả lúc cháu chuyển đi. Đêm nào ông ấy cũng thức trắng, không tiều tụy sao được. Mà hôm nay cậu đến đây làm cái gì? Thật ra cháu đến tìm ông là để đổi lại trang trại cùng số tiền lấy trước của ông, để lấy lại tiệm sửa giày của cháu ạ. Sao thế? Từ ngày chuyển đến trang trại, cháu không còn phải lo cơm ăn từng bữa cho cả gia đình nữa. Thế thì cậu còn muốn lấy lại tiệm sửa giày làm cái gì? Nhưng những con cừu béo tốt, những đồng tiền vàng làm cháu lúc nào cũng nơm nớp, sẽ có kẻ đến trộm hết. Và thế là cậu không thể ngủ ngon được, lúc nào cậu cũng cảm thấy lo lắng, mệt mỏi, có phải vậy không? Dạ đúng vậy, cháu không còn là anh thợ sửa giày ca hát yêu đời mỗi ngày như trước nữa. Vậy thì tôi biết vì sao ông mất ngủ rồi. Vì ông lúc nào cũng nơm nớp lo mất trộm, chứ có phải do tiếng búa đóng giày đâu. Số tiền tôi tích cóp làm lụng cả đời, tôi không quý làm sao được. Nhưng nó có mua được sự bình yên cho ông không? Ra là lâu nay tôi đã tự khiến mình sống khổ sở mà không nhận ra sao? Chứ còn gì nữa, ông nhìn cậu Brander xem. Ngày xưa tuy nghèo khổ
nhưng mà cậu ấy yêu đời biết bao. Giờ thì cậu ấy cũng giống ông rồi đây. Cậu Render này, nếu cuộc sống ở trang trại giúp gia đình cậu no ấm hơn việc đóng giày, thì cậu cứ ở đó đi. Cậu đừng nghĩ quá nhiều về món tiền cậu có, thì cậu sẽ được sống bình yên thôi. Vấn đề là ở bản thân mình. Đừng suy nghĩ làm mọi chuyện phức tạp lên, thì dù cậu giàu hay nghèo, làm thợ sửa giày hay là ông chủ, cậu đều thấy vui vẻ, bình yên ở chính trong lòng cậu, chứ không ở đâu xa. Bà nhà tôi nói phải đấy, tôi cũng đã học ra được nhiều điều. Người xưa. Anh đi làm về rồi đấy hả? Gớm, hôm nay về sớm thế. Tưởng lại đi nhậu nhẹt với mấy ông bạn rồi chứ. Em cứ làm như anh là bợm nhậu không bằng. Không phải bợm nhậu thì cả tuần có 7 ngày cũng chỉ nhậu có 6 ngày thôi. Trời ơi, anh bừa bãi nó vừa thôi. Đi làm về thì vứt tất vào chậu giặt có được không? Em cứ suốt ngày phải dọn cho bố con anh hả? Thì anh mệt nên lát nữa anh cất. Thế em thì không mệt chắc. Em đi làm về nào cơm nước, nào giặt giũ rồi con cái, đủ thứ việc. Ngày nào cũng phải nghe em cằn nhằn. Đến mệt đi. Đã 20 năm rồi mới hợp lớp. Ông liên kết được với nhiều người trong lớp vậy, tôi phục ông lắm đấy. Cũng mất thời gian phết mới tìm được đầy đủ như thế đấy ông à. Đấy, kế hoạch hợp lớp đã thống nhất rồi nhé. Anh Thắng ở đây chơi nhé, em phải chạy ra chợ một chút. Ừ, em cứ đi đi. Anh này, sáng nay em dặn anh sửa giúp em cái ống nước, mà sao anh không sửa? Thì lúc nào sửa mà chẳng được. Sao lại lúc nào sửa chẳng được? Đường nước hỏng làm nước chảy tràn ra khắp nhà bếp. Em vừa phải lau suốt 2 tiếng đồng hồ mới sạch đấy. Nhưng anh còn bận, sao em hay cằn nhằn thế nhỉ? Anh thì lúc nào cũng bận, nhờ có việc tí cũng lười. Vợ tôi càng ngày càng khó tính, suốt ngày cằn nhằn, lắm lúc tôi phát chán. Thôi thì chúng ta cũng phải thông cảm cho chị em. Tôi không nói đến chuyện mụ vợ của tôi nữa, bàn chuyện hợp lớp đi. Hợp lớp lần này sẽ đầy đủ thành viên nhất từ trước tới nay đấy nhé. À mà này, ông còn nhớ Lan không? Lan à, có phải Lan người trong mộng của ông ngày xưa không? Đúng rồi, lần này ông có tìm được nàng để gọi nàng về hợp lớp không? Có, cũng phải qua mấy người mới tìm được số điện thoại đấy. Nàng bảo sẽ tới hợp lớp. Nhớ ngày xưa. Này, ông đang nghĩ gì thế hả? Tôi đang nhớ lại em Lan của ngày xưa. Sao đối nghịch với vợ tôi thế cơ chứ? Tôi cũng nhớ hồi đó ông kết em Lan lắm. Thế mà hai người không đến được với nhau nhỉ? Số tôi nó thế đấy ông à. Giờ thì gặp phải mụ vợ vừa béo vừa nhăn, vừa gắt gỏng như mắm tôm suốt ngày á. Thế thôi tôi về đây, hôm sau tới hợp lớp nhé. À này, ông cho tôi xin số điện thoại của Lan đi. Tôi muốn gọi điện ôn lại chuyện xưa với nàng trước, chứ hợp lớp thì đông người, chả chuyện trò gì được. Thì đây, số điện thoại của nàng đây. Thấy là cuối cùng mình cũng tìm lại được với kỷ niệm xưa. Mà sao giờ này nàng vẫn chưa đến nhỉ? Alo, cái gì? Thấy có khổ tôi không chứ? Có mỗi cái việc cắm nồi cơm cho con nó về nó ăn mà cũng không làm. Đúng là chồng với con bực mình à. Hùng có phải không? Chị hỏi ai? Không nhận ra hả? Lan nè. Lan đấy à? Ôi giời ơi, không nhận ra bạn hả? Lan khác quá. Lan uống gì để mình... Thôi khỏi gọi, mình gọi rồi. Xin lỗi Hùng, không có nhiều thời gian nên mình gọi luôn đỡ phải đợi. Dạ, em gửi nước chanh leo đây ạ. Sao tự dưng lại nhớ đến mình? Mà cũng may, tự dưng trốn được việc nhà một lúc. Cả ngày bếp núc, nhà cửa chồng con mệt lắm Hùng ạ. Ông vừa đi đâu mà vào đây? Tôi vừa đi gặp Lan về. Lan á, Lan người trong mộng của ông ấy hả? Ừ. Không đợi được đến hôm hợp lớp hay sao mà phải hẹn gặp nàng luôn thế hả? Ừ, tôi đang thất vọng quá. Sao người trong mộng của tôi bây giờ lại thay đổi như thế? Thay đổi? Nàng thay đổi thế nào? Nàng chả còn tí nào của ngày xưa nữa.
nàng còn khiếp hơn cả vợ tôi. Anh Hùng tới chơi đấy ạ. Em mời các anh ăn chút hoa quả. Em đang mệt cơ mà, sao không đi nghỉ? Em khỏe rồi. Lát nữa anh Hùng ở đây ăn cơm với vợ chồng em nhé. Chẳng mấy khi anh tới nhà chơi. Sao mà số của ông may thế? Vợ ông lúc nào cũng dịu dàng. Vợ có dịu dàng hay không cũng một phần do người chồng thôi mà. Ừ, do chồng là sao? Ông có muốn vợ ông thay đổi thì ông phải thay đổi trước tiên. Cô ấy hằng ngày phải đi làm cũng vất vả thế nên... Thế nên phải giúp cô ấy làm việc nhà phải không? Đấy, đầu tiên muốn thay đổi hành động thì phải thay đổi tư tưởng đã. Không phải là giúp cô ấy làm việc nhà, mà làm việc nhà cùng cô ấy. Ông nghĩ là ông làm giúp cô ấy thì có nghĩa ông coi việc đó là của vợ. Khi nào ông coi việc nhà cũng chính là việc của mình thì sẽ không còn tư tưởng làm việc nhà giúp vợ nữa. Ông nói cũng phải, nhưng ông nhìn xem, vợ tôi càng ngày càng nhăn nheo, xấu xí, trông đến là chán. Tôi không bênh vực chị em đâu nhé. Nếu ngày nào vợ ông cũng phải ôm một núi việc nhà thì cô ấy có thời gian để chăm sóc sắc đẹp không mà chẳng nhăn với xấu. Cậu nói cũng phải, vậy vợ xấu hay đẹp cũng do người chồng phải không? Không hoàn toàn do chồng, nhưng mà chúng ta cũng tạo nên phần lớn nhan sắc của vợ đấy. Ngày xưa khi vợ ông đến với ông, cô ấy đâu có như bây giờ, đúng không? Làng của ngày xưa cũng khác bây giờ. Vậy ông nghĩ xem, điều gì đã khiến các cô ấy thay đổi như vậy? Nếu không phải đã vì quá vất vả chăm lo cho chồng cho con, ông có nghĩ Thúy, vợ của ông, cũng từng là người trong mộng của những thằng con trai khác không? Ông nói đúng, nhưng bây giờ thì làm sao thay đổi được? Ông cứ thử thay đổi trước đi xem nào. Vợ à, anh tặng em nè. Hôm nay là ngày gì mà... Hôm nay không phải là ngày gì cả, chỉ là anh muốn xin lỗi em thôi. Xin lỗi? Ừ, anh đã vô tâm quá. Anh cứ hiển nhiên hưởng sự vất vả của em mà không nghĩ rằng đó cũng là trách nhiệm của anh. Đúng là vẽ chuyện mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.